Rồi, Dương Nhà Ngoại xin mến chào tất cả anh chị em cùng các cháu nha. Thì hôm nay, sáng hôm nay thấy nắng đẹp quá. Mấy từ hôm Tết tới nay đó, thời tiết rất là lạnh nha quý vị. Cho nên nó là không có ra ngoài trước để mà xem coi mấy cái cây của mình nó trước như thế nào đó. Thì hôm nay Dương Nhà Ngoại cũng thấy nắng ấm nên muốn quay một khúc video nữa để gửi lên cho tất cả mọi người, anh chị cùng các cháu xem nha. Mong mọi người luôn đồng hành cùng Vườn Nhà Ngoại và xem những video này đừng nhàm chán nữa nha, tại vì cũng có vòng vòng nhiêu đây thôi, mong cả nhà thông cảm. Đây là cái bụi trước cửa nhà mình nha, có một cái bụi này nó đẹp quá nha quý vị, trời lạnh nó đẹp. Nhưng mà thật ra nói trời lạnh mấy cái sen này nó thích, nhưng mà thật ra có nhiều loại nó cũng bị chết nha quý vị, nó chết. Vườn Nhà Ngoại cũng bị nó chết nhiều lắm. Thì hôm nay sẵn như này có ông ngoại cũng ở nhà đây cũng khỏe nên cũng muốn ông ngoại giúp giùm mấy cái bình đơn trước này, có một hai cái chỗ cần phải thay đổi đó nha quý vị. Thì cái này cũng quay hoài chứ không phải là không có quay, nhưng mà hôm nay cũng muốn sửa ơn trước một chút xíu, cho nên cũng muốn ghi lại cái hình ảnh này để gửi lên cho tất cả mọi người xem nha. Đây là cái bụi này, nó có mấy cây này thì cũng quay tới luôn có nhiêu mấy cây hoài, thành ra những khi cũng ngại không có muốn quay, nhưng mà tại vì có thấy có những cái muốn thay đổi thì cho nên cũng sẵn dịp để quay luôn. Đây cái bụi này giờ nó đẹp quá đẹp luôn, phải không quý vị, nó ra con rồi nè. Thì hôm nay để mời quý tất cả anh chị cùng các cháu nha, để coi hôm nay Vườn Nhà Ngoại thay đổi cái gì nha. Thì cũng giờ lặt vặt cái lên trước này thôi. Cái bụi này nó nhỏ xíu mà nó lên màu đẹp quá nè quý vị. Coi nè. Đó. Thấy cái này. Cái nào nó cũng dễ thương quá. Này nó có nhiều con rồi đi ăn vậy, mình sẽ chiết nó ra nha. Còn cái mai này từ hôm Tết tới giờ mà nó không có chịu nở ra nha quý vị, nó lạnh quá đó, cái bông nó không có nở nổi luôn á. Năm nay rất là lạnh nha, phía ngoại lộ của mình năm nay nó bị chết nhiều lắm, nó chỉ có 2-3 ngày nóng lạnh quá lạnh đó, nó bị cháy ấy. Có mấy bụi nó cháy mình đau lòng ghê. Ở phía sau vườn cũng vậy, nó cũng có bị cháy nhiều lắm nha quý vị. Ồ, cái bụi này nó đẹp quá. Thế hôm nay nhờ ông ngoại thấy trời cũng đỡ lạnh rồi, nhờ ông ngoại ra cũng thay đổi chút xíu trong vườn nha quý vị. Hay ở trước nó có mấy cái bụi cần phải nới nó ra, thì mong tất cả anh chị cùng các cháu đón xem nha, xem tiếp vườn nhà ngoại làm gì nha. Thì trước khi ấy cũng quay xương qua đây nè, coi cái bụi này nó rất đẹp mà giờ nó trời lạnh có mấy ngày nó bị chết rồi nè quý vị, không có để ý nó, không có đậy nữa nè. Đó, trời lạnh nó cháy hết rồi. Sáng ngày ra thấy cũng tiếc quá, nhưng mà biết làm sao giờ. Bây giờ đang chuẩn bị, giờ ông ngoại ông ra rồi cũng giúp dùm, bây giờ ông quay cùng cho dùm nhà ngoại. Bây giờ mình chuẩn bị mình dọn vô này chút xíu cho mấy cái bông để nở lên, cái lạc cái cây của mình nó mất đi cái vẻ đẹp nha. Nó không còn đẹp nữa cho nên mình thấy mấy cái cây mình hết, mấy cái bông mình hết. Nó mình sẽ cắt bỏ nó. Mình cứ đồng mình dọn nha. Bông này nó nở lên, cái cây này nó bị mất cái đẹp của nó đi, nên giờ mình phải cắt bỏ nó hết. Hôm nay sẽ dọn lại cái chỗ này một chút xíu nữa. Hôm trước cũng quay rồi, mình ông ngoại làm cái bình nó bưng lên nặng quá, nhưng mà giờ để nó thì nó chỗ đó nó không có giống như nó không có đẹp, nên nhờ ông ngoại giúp làm lại nữa. Cháu có nóng ruột ông ngoại thì có
đẹp ha. Rồi nó cái bông này nó làm cho mất đi cái vẻ đẹp của cái bụi này đi, cho nên mình quyết định phải cắt bỏ cái bông. Mấy người nói vậy, sao bông đẹp quá không để cho nó đẹp, nhưng mà thật sự nó không có đẹp đâu nha. Nè, như cái này gì nè, phải cắt nó bỏ. Cắt nó bỏ để cho nó ra con khác. Không có quan tâm tới nó là nó sẽ bị trời lạnh, trời tưởng đâu lạnh là không sao, nhưng mà cuối cùng nó bị chết nha quý vị. Nó chết mấy cái cây sừng bớt này là nó ngoài lạnh quá đó, nó bị cháy vô vườn nhà ngoại ở trước hết trơn rồi, tưởng ghê luôn, nó đang tươi tốt nhưng mà giờ trời nó nằm đá cái nó giờ nắng lên nó chín, nó queo cái trơn là tưởng ghê luôn á. Hết ba bốn bụi ông sao cũng chết nhiều lắm nè quý vị, ông sao đẹp lắm mà nó không chết à. Định để bắt đầu quay phía sau cho cả quý vị xem, bây giờ nó làm sao nó chết nhiều quá không biết làm sao rồi. Mấy cái này nè, đúng ra là bông này phải cắt bỏ cho nè, mình không thích để bông thôi, tại vì để bông nó sẽ làm cho cái cây của mình nó xấu quá. Rồi nha quý vị, bây giờ bắt đầu rồi nha, ông ngoại giúp nữa nha, chuyện nặng không à. Giờ cái bình này mình quyết định dời nó đi chỗ khác. Bình này nó cũng đẹp lắm nha, nhưng mà giờ có mấy cái chậu cao trong kia muốn để chỗ đó. Đó, bây giờ cho cái bình hạ cái bình này xuống nha. Bình này đẹp lắm. Hai ông ngoại. Ông ngoại chào mấy cháu của ông ngoại đi chứ. Mấy cháu này ủng hộ ông ngoại lắm, cứ nói bà ngoại hành hạ ông ngoại hoài, nhưng mà thật sự ra mấy cái chuyện nặng này ông ngoại còn làm được nha. Cho nên giờ mình muốn dọn dẹp thì phải nhờ ông ngoại thôi. Ông để sát vô trong luôn đi. Để sát vô dựa vô trong con vách luôn. Đó, mình sẽ dời cái bình kia lên nha quý vị. Dời cái bình kia xuống, cái đó hình để gì hình như hơi nghiêng nữa. Cái này mình có cần đóng cái cây phía trong nữa, mình kèm cái chậu kia lại không? Để đi rồi sẽ tính chứ giờ chưa. Nó hơi nghiêng đó. Rồi nha, quý vị chờ xem coi vườn nhà ngoại làm gì tiếp nha. Cái bụi này nó rất là đẹp nha quý vị. Cái màu của nó đẹp ghê luôn á. Rồi nó bắt đầu nó ra bông rồi, cái cọng nào nó ra bông nó sẽ hư cọng đó nha quý vị. Nếu nó ra bông cái là nó sẽ bị hư cái cọng đó. Đó quý vị xem coi cái bụi này nó đẹp lắm nha, cái bụi này nó rất là đẹp nha. Cái đó với cái này khác nhau nha quý vị. Nè cái này là khác nha. Nè cái này nó là nó nè. Đó rồi cái sen cái này vô cái này cái khác đó hay gõ ha. Cái này nó đẹp vô cùng luôn á. Máy bay nó bay hồ hoài, quý vị thông cảm này, như khi quay cái máy bay nó bay quên đi. Đó, bây giờ ông ông già này ông làm gì đấy, không biết ông làm gì, ông thấy cân đo gì tôi lắm hết, không cần đâu. Ông làm gì ông cẩn thận lắm, ông làm nhiều khi ông ghê giống như nhiều khi mình cũng muốn bực mình vậy. Làm phải cho nó rõ ràng vậy mới chịu. Nhìn là mắt nhìn là biết nó đã nghiêng rồi, còn phải đo rồi cũng chứ. Đây nha quý vị, mình sẽ dời cái bình này xuống nha. Cái bình này nó 4 tầng, nó rất là đẹp luôn á, mà nhưng mình để trên đây nó phức, nó không có đẹp á. Đó, mình sẽ dời nó xuống nha. Rồi tiếp tục nữa, làm gì nữa nha quý vị, chờ xem nha. Trời hơi nắng rồi, sáng rồi, lạnh quá, không có ra quay được, giờ nắng quá. Rồi nha quý vị. Và bắt đầu sẽ đem cái chậu này ra, nhưng cái chậu này chắc có thể là không bưng nổi đâu. Cái này có thể là sẽ gỡ ra từng từng khớp rồi.
cứ gỡ cứ dễ không biết nữa. Bưng không có nổi đâu, nặng lắm. Cái bình này nó đẹp quá à. Chồng nghĩ nó không có đẹp lắm nhưng mà cuối cùng thấy nó đẹp quá đẹp luôn. Cái gì quá đẹp luôn. Giờ phải để nó ngoài chứ để trong này nó cái nặng quá. Này phải có cái lấy cái xe đẩy cái kéo để nó lên đẩy nó ra không? Lật đó, nó lật á. Ông già đi kiếm đồ để làm thế thần đem nó lên kia nha quý vị. Rồi nha quý vị, bây giờ tìm cách để mà đem ra nha. Giờ ông vườn nhà ngoại, nhà ông ngoại làm thì ông ngoại cũng đã có cách để đem nó ra được rồi đó nha quý vị. Wow, nó cũng khó đi lắm tại vì chỗ này nó cũng chặt quá đi. Có cây mai dướng thì có đường đi nhỏ xíu mà không, vườn nhà ngoại cũng không có tha nó nữa để được đủ thứ hết. Đó. Đem ra được rồi đó nha quý vị. Rồi cảm ơn ông ngoại đem được ra cái bình này ra tới đây rồi. Đẹp quá quý vị ơi. Cái bình này nó đẹp lắm nha, nhưng chắc phải xay xay nó lại một chút, xay kỹ này. Vô thên lại một chút đi. Thôi thôi thôi. Đó, đẹp quá, đẹp luôn, cái bình này nó đẹp vô cùng luôn á. Hồi đó tính chồng thấy ba bỏ tùm lum hết, tính chồng bậy nó chơi để đại trong cái thềm đó, nhưng mà giờ thấy nó đẹp quá. Cái loại này nó sao nó thích mùa đông quá. Và mình đem ra đây nó chống qua không biết có phải che nó không nữa nha. Chứ thấy mấy bụi kia không cần che nó, bây giờ nó bị cháy nhiều quá nha quý vị. Đây rất đẹp nha, bốn tầng đẹp lắm. Để quay sát lại cái tầng ngay giữa tầng thứ hai này nè. Cái bình này nó quá đẹp luôn nha quý vị. Bóng bóng ở ngoài. Ồ đẹp quá quý vị ơi, coi nè. Nó đầy lên, hồi đó chồng ngắt ngắt ra miếng ra thì thôi mà giờ nó tốt. Nó lên màu nha. Trên này cũng đẹp nè. Wow. Chồng rồi cái mình thấy nó đẹp á, mình rất là thích nha quý vị. Muốn ở xem nó miết luôn. Wow, coi nè. Rồi cái tầng dưới này á, là nó bị gì trong mát quá đó, mình trồng nó sát để trong đó cái nó bị mát nè, nó không có lên màu. Giờ mình đem ra đây hy vọng là nó sẽ có màu đẹp nha cả nhà xem nha. Rồi nha quý vị, ông ngoại đang tìm cách để mà giữ cái bình này lại nha, để thôi nhiều khi sợ nó cao quá đó nha quý vị, nó sẽ lật nha, sợ trời gió á, giờ không biết làm cách nào đây để giữ nó lại cho nó vững nè. Có lẽ là sẽ cột cọng dây mắc vô dắt đó quá. Để mình trồng nó mà nó được như vậy rồi mà mình để cho nó lật cái nó gãy cái uổng lắm nha quý vị. Làm cách nào vậy đó ông ngoại? Cột nó nhưng mà ông phải quay ngọc vòng ở giữa cho nó giữ lại chứ đâu có để ngang vậy được hả? Đâu có chà ngang không được hả? Quấn một vòng chứ. Nó giữ chứ lẽ thôi nó lật cái uổng lắm. Đẹp quá quý vị ơi, coi nè. Thấy thương đi cùng luôn. Chồng chỗ này bây giờ cái con nó lên coi nè. Hôm nay nhờ trời mưa nhiều nha quý vị. Năm nay mưa rất rất là nhiều luôn. Cho nên nó làm cho cây của mình nó tươi á. Tươi nó đẹp hơn. Nếu mà trời nắng quá mình nói cái trồng cái sen lá này mình ít tưới nước thì cũng không có đúng lắm, cũng phải có nước nha quý vị, có nước nó mới đẹp nha. Nhưng mà không phải là mình tưới mỗi ngày, ví dụ từng vậy mình tưới chừng 3 lần 4 lần vậy là thấy nó ngon rồi. Này hai cái bụi này thấy thương quá chừng luôn á.
đẹp phải không? Hai bụi này tím. Mình có nguyên một cái bình bự ăn sao để phía sau này đó, cái loại này nè. Bây giờ bữa nay hồi sáng mình ra mình thấy nó cháy mua hết một phần nữa rồi quý vị ơi. Nó thúi uống hết biết luôn rồi. Trời lạnh quá đó, cái tuyết nó xuống cái nó đông đá không có để ý nó bị cháy khô, cháy quéo hết rồi, ăn sao hết phần nữa rồi. Rất là uổng nha quý vị. Đây nè quý vị, mấy cái bộ sân bớt của mình nè. Cách đây một tuần trước đó, mình có quay, hai tuần trước thì mình có quay nó kết rất là đẹp nha, mà giờ nó bị trời lạnh á. Lạnh quá lạnh cái nó queo lại rồi nè. Nó cháy đó, giờ cái này coi như hư rồi nha quý vị. Không còn chữa nó được nữa. Quên chứ thôi, lấy cây mấy cái dù ra che cho nó là không có sao hết. Nè. Nó bây giờ nó queo lại hết rồi, tội nghiệp nó ghê luôn á. Nó lạnh quá đấy. Cái này nè, mỏm mướt, mượt mà luôn nha quý vị, mà bữa nay coi nè. Cháy nè, trời lạnh quá, lạnh chịu không nổi. Nó bị cháy nè, cháy cũng hết luôn rồi. Uổng ghê luôn á. Này nó đẹp mà nó nè, nó bị quéo rồi. Này nè, mỏm quay đẹp ghê luôn á. Rồi mà bữa nay nè, quý vị thấy không? Quá tai luôn mà này, lạnh gì mà năm nay lạnh thôi là lạnh, mưa cũng rất là nhiều nha. Cái bụi sân bớt này nó bị cái này năm nay nó bị ẻo rồi. Đây, rồi quay lại thêm lần nữa này nha. Và nó đẹp này, dưới gốc cây thiên tế nè. Wow, cái dòng này cái này nha quý vị. Nó đẹp. Đây, cái bụi này cái này. Cái này nó lên màu, quá xá là lên màu luôn. Mấy này nó xanh con cái tùm lum mấy nè. Trời ơi, trong vườn có con thỏ nha. Con này con gì không biết, phải con thỏ không biết nữa. Rồi nha quý vị, bây giờ bắt đầu tìm cách nha. Vậy nếu mà giữ nó được gì là chắc ăn rồi đó. Nó sẽ không bao giờ lật, tại vì ở đây cũng trời giông gió á. Mà cái bình này nó cao quá đó, mình sợ nó lật, cho nên mình ông ngoại tìm cách làm nha. Làm cho nó đừng có bị, nó đừng có trời gió, có trời giông trời gió gì cũng bảo đảm nha. Cái này là bảo đảm rồi đó. Bảo đảm là sẽ không bao giờ lại sợ nó lật, chứ cái này mà nó lật xuống cái nó gãy ngóng hết trơn là tiếc dữ lắm đó nha. Chỗ này máy bay rồi xe. Xe thì ở trong cái đường này nó cũng vắng lắm, nó không ít xe lắm, nhưng mà chút cái nó cũng có âm chiến. Rồi ok, cái này là chắc ăn rồi đó. Chắc ăn sẽ không bao giờ bị trời dâm cả nào cũng không lật nổi nữa đâu. Đó, rồi bắt đầu mình tiếp tục làm gì nữa nha. Tất cả quý vị ủng hộ vườn nhà ngoại đón xem tiếp nha. Xem tiếp rồi làm gì nữa nha. Chắc quý vị nhìn cũng đoán biết làm gì rồi chứ gì, thấy tùm lum bên trước kìa. Thật sự nói năm nay quá lạnh nha quý vị. Lạnh kinh khủng luôn, mỗi năm á, mùa này mình đi ra ngoài sao mình dọn mình dẹp rồi. Qua Tết rồi mình dọn mình dẹp rồi lắm, mà năm nay thôi, thua. À, quý vị hồi xưa chịu lạnh hay quá, bây giờ sao hãy hơi lạnh cái là bắt đầu quéo ngồi trong nhà không. Tại chung mất hết. Rồi bắt đầu tiếp tục nha. Rồi hôm trước đó quý vị nhớ cái bình này để dưới phía chỗ gốc mai đây ha. Chỗ cái bình này nè. Thì mình cũng có quay hoài, nhưng mà cái bây giờ đem lên ông già đem lên nặng nề quá chừng luôn, mà bây giờ xem lại thì thấy nó hai cái bình này nó để khít với nhau đó quý vị. Cái nó không có nở nang ra được á. Cho nên giờ phải chịu khó dời nới nó ra nha. Đó, giờ mình sẽ dọn cái bình này nha. Mình sẽ dời nó ra nha quý vị. Mình dời mình dời hai cái bình này cho nó rời ra, tách ra. Đó, hai cái bình này để gần quá quý vị thấy không, nó hình như nó hơi bị khít quá, cái mình nhìn thấy nó u sụ cái này quá, như lại nó không có phát triển được cái mặt này nè. Cho nên giờ để giờ lấy cái chậu quét cho sạch nó được. Nhà lấy cái chậu ra quét nó nha. Đó,
cái mình dọn nó ra ngoài này một bình đi, mình kê cao lên chút nha. Bây giờ ông ngoại ông già xe ra làm sao, đẩy vô một xe gạch nha, đẩy vô xe gạch làm mấy chân nữa, tại vì cái bình này nó nặng lắm. Giờ còn cái chân kia thì mình sẽ làm cái chân mới lên nha. Nó tại vì cái bình nó hơi thấp đó nha quý vị, cho nên mình phải để cái chân cho nó cao lên, đặng cái bình nó mới thòng xuống nó mới đẹp. Thì không có cái chân thì mình phải dùng cách mình lấy gạch đó mình chất nó lên. Chất lên là mình để nó lên cao lên nó mới đẹp nha quý vị, chứ thôi mình để thấp quá nó không có, nó không hay. Cái bình đó bây giờ nó thòng tay xuống quá tay rồi, hình như phải làm cao hơn cái đó đâu mà, phải cao hơn 2 lớp nữa. Cái bình kia để bên kia mình thấy đẹp quá quý vị. Bây giờ không có đi làm nữa cho nên ở nhà viết rồi không biết làm gì, ở trong nhà dùng rầm viết cũng chán quá quý vị ơi, nên tìm cách làm đi. Thì cũng trong này cũng vòng vòng không có gì khác nữa nhiều rồi. Qua nhà con gái thì mong quý vị xem video cũng ủng hộ vườn nhà ngoại nha, rất là vui khi được quý vị ủng hộ nha quý vị. Máy bay bay tới nữa rồi đó, ở đây máy bay nó bay miết luôn vậy đó. Ủa sao ngoại không làm sát ngoại này một chút? Ờ không được, sát không được. Còn đem qua đây cả vấn đề nó không phải dễ đâu. Rồi tìm cách nữa nha quý vị. Cách bữa nay cũng hơi khó đó. Tìm cách đem nó qua nhưng cũng hơi bị khó đó. Cái này thuộc về ông ngoại bị hành thế. Một mình khó làm quá, để dưới kia đem lên thấy dễ hơn á. Này chỉ đem qua đây thôi, có cần giúp đẩy vô miếng vô không? Tại vì nó bây giờ nó cái nó bất lợi cái là nó đầy quá rồi, cho nên nó không có thể nào có chỗ nào mình thò tay vô được nha quý vị. Có một đội mình lấy một đội mình bắn nó lên không? Đi nghĩ cách nha quý vị, nghĩ cách một chút đi. Đó, giờ tìm cách nha quý vị, tìm cách bảo vệ nó cho nó lên cái miếng dán này kéo qua chứ không gì hết. Thấy rồi buồn quải quá, rồi thấy ghê quá. Máy quay không có nhịn tiếp được. Giờ muốn đẹp phải chịu thôi. Dạ 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 dạ
vấn đề là không có chỗ để nắm nó vô đó, nó nở ra đầy hết trơn, không có chỗ để vịn vô đừng kéo nữa, khổ nạn đó. Bay nó bay ồ ồ ồ hoài đó, nhóc quá khiếp quá. Ê xin lỗi quý vị nha, không thể làm giúp được ông ngoại chơi, tại vì mắc quay phải có thêm người nữa. Giờ tới ngày nhà hai vợ chồng già cứ lùi hụ đó này kia hoài chứ đâu có ai đâu quý vị, đi làm hết, gái còn ghẻ gì nó đi hết, nó đâu có nhà. Trời, miếng dán này ghê quá, nó gãy không biết nữa. Dán ghê quá. Ý da. Ý da. Chấp được rồi. Wow. Được rồi quý vị ơi. Ở nào ông già làm cũng được hết. cái này quý vị xem cắn nóng ruột cho ông ngoại quá, nhưng mà ông ngoại tìm cách làm cũng được rồi, coi như xong rồi đấy nha quý vị, chỉ cần lấy miếng dán ra thôi. Có thể nói được qua này chút nữa được không? Lấy miếng dán ra rồi chỉnh. Wow. Để nó ra đây là đẹp đó nha. Ê nhanh quá vậy, cái chân đi dưới nè. Mà nãy phải để, nếu để nới ra thì mai mốt nó sẽ ra con nhiều quá, nó sẽ che đường đi. Để đây thì nó hơi. Đây, bên đó dời qua bên đây nè nha. Nó nằm trước, nó nằm ngay đây, giờ nó lên đây. Cái bình này nó cũng di chuyển ra. Rồi đây nha quý vị, coi như là hôm nay á, là ngày hôm qua đang quay rồi cái mấy anh cắt cỏ hàng xóm đó, mấy anh cắt cỏ ồn quá nên không có quay được, cái ngưng lại á, không có làm được, cho nên hôm nay buổi sáng này á, là ra dọn dẹp sửa soạn lại thì thấy nó đã thành phảnh, nó gọn rồi nha. Thì cái này là đem ở trong đó ra đây thì ông ngoại cũng đem ra đây được, để đây rồi. Chỗ này để cái bình này rất đẹp nha. Rồi hai cái chậu bự hôm trước mà đem lên đó, cái chậu đó nó nặng kinh khủng luôn nha quý vị, nó nặng cỡ 200-300 pound luôn á. Mà bây giờ ông ngoại tách ra được rồi, nhờ ông ngoại giúp tách ra được hai cái, bây giờ nó rời thì sai ra gì thấy nó đẹp hơn nè quý vị. Mình cũng quay để lên cho tất cả mọi người xem nha. Đây cái chậu này. Chậu này thì nó hồi đó vậy, nó ở đây, rồi cái chậu bên kia thì ở dưới kia đem lên. Máy bay nó bay hoài quay không được gì hết. Đây, rồi bây giờ là cái mình tách nó, cái bụi nó ra đây đẹp nha quý vị, rất là đẹp nha. Để cái này cái nó thoáng nó ra, nhìn thấy nó đẹp quá nha. Đây. Hồi xưa thì có cái cây này ở giữa nè, mà giờ cái cây này nó bị mấy em này nó lấn lướt nó quá vậy, nó nằm nghiêng vô trong rồi. Đó, giờ dọn sạch rồi cái bụi chỗ cái gốc cara đây, giờ đem để nó lên đây, bụi này đẹp quá, đẹp
đó. Còn cái bụi này để lên đây, tổng quát lại là nó như vậy nha quý vị. Đó, quay không có được, không có lấy xa ra đó, dưới góc đó nè, rồi tầng dưới đó là nha quý vị. Tầng dưới là chỗ này có cái chậu đây rồi. Thấy cái này nó đẹp vô cùng. Hôm qua cắt mấy bông đó, đó. Rồi thì coi như làm cái chỗ này dọn dẹp lại thêm một lần nữa nha quý vị, thì coi như cũng ổn định rồi. Thấy cho nên vườn nhà ngoại cũng muốn quay để lên cho mời tất cả anh chị em cùng các cháu xem nha. Rồi thì cuối video thì vườn nhà ngoại cũng không quên, bây giờ thì cũng mới cái bước bắt đầu năm mới đó, được 2 tuần rồi, thì vườn nhà ngoại cũng không quên kính chúc tất cả anh chị em cùng các cháu nha, bước sang năm mới an khang thịnh vượng và tài lộc dồi dào, sức khỏe thì lúc nào cũng tốt nha quý vị. Nhất là những anh chị lớn tuổi mình năm nay lạnh quá, cho nên gắng giữ gìn sức khỏe nha quý anh chị. Rồi vườn nhà ngoại cũng xin tạm dừng cái video ở đây và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em cùng các cháu cái video kế tiếp nha, mình sẽ cố gắng quay nha. Ok, vậy thôi, vườn nhà ngoại xin chào.